có thể cân được rất nhiều, diện tích khoảng tầm đấy 70 m². Đây là nửa nhá, nửa bên trong mình dùng nhất thải mà nhựa, nửa của nó như nửa bếp ga, nửa màu xanh, xanh nét, cả đều màu xanh hết. Đó, anh em để ý nhá. Mình dùng nhất thải trong chuồng gà mà không có một tí mùi, không khói. Đó. Mình cũng bắt 1.500 con gà về. Đấy, anh em nhìn gà này. Nhiệt độ nên mình dùng lò, chưa cần cho đỏ lò nhé, chưa cần cho đỏ lò, con gà đi lại chạy nhảy như kiểu là chỗ không người này. Anh em chăn nuôi gà rất là bé, đây là công suất nó gần như là rất là nhỏ đấy, công suất này rất là nhỏ mà nhiệt độ của con gà, nhiệt độ con gà để nó đi lại rất là thoải mái.